đột kích hay sao đó. Mày đó gọi là chiêu tự sát. Rồi bây giờ tiếp nè, phần thứ hai nè. Tổng cộng 10 món. Một người bịt mắt miêu tả cho người thứ hai trong 30 giây. Người thứ hai miêu tả cho người thứ ba trong 15 giây. Mà không được nói trực tiếp tên món đồ. Người thứ ba đoán. Đoán sai đối phương được quyền đoán nha. Cái này đoán sai là đưa qua đối phương đoán đó nha. Đội nào đoán đúng nhiều hơn một điểm. Rồi chơi. Rồi truyền đạt thứ nào. Quan trọng là cái người đầu. Nãy giờ tao thấy mày hay á. Mày tả đi. Ba người giữa cho. Rồi ok. Em nói rồi. Rồi đến đầu anh Dô là người đại diện thì em sẽ cử Nhung là người đại diện. Em ai thi chơi trước? Rồi, có ai thi trước nè. 1, 2, 3. Rồi, thắng em chơi trước đi. Ủa sao thắng người quyết định hả? Thôi quý vậy hả? Hả? Vậy em quyết định đi. Anh muốn chơi trước hay chơi sau? Rồi, thế thì bên mình sẽ chơi sau. Rồi, ok. Thì tôi chơi trước. Cái này là một vật dụng để rửa bình em bé. Ví dụ mà bình em bé mà uống sữa xong á nó bị dơ, mình sẽ lấy cái vật dụng đó để mình rửa. Nói đi chị. Nghe luôn rồi, có gì nữa đâu nói trời. Đó, cái bình sữa nó dơ thì em rửa. Em rửa thì em rửa bằng cái dụng cụ gì? Cái gì không vậy không? Rồi trả lời. Nhưng mà em không biết tên gọi của nó là gì. Cây sục ly. Đúng rồi, cây sục ly, trời ơi, đúng rồi. Em đang lựa từ chứ không dúng được. Cái này rất dễ, là một dụng cụ mà để người ta khi nhức đầu người ta dùng á, người ta chĩa từ trên đầu chĩa xuống á, nó hình cái chóp chĩa tẹt 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 trên đầu nên đã lắm á. Anh cái cây đó là cái cây mà để sụp sụp lên đầu á, ở trong Miniso hay bán á. À cây massage hả? Cây massage đầu á. Bình thường ở trong cái chai dầu thơm á, khi mà mình vặn ra sẽ có cái đầu, thì nó có hai cái ống. Thì là cái đó. Cái dầu thơm. Mở cái nắp ra. Không. Ví dụ như một người phụ nữ mang bầu, không, có em bé rồi cần lấy sữa ra thì mình xài cái đó. À. Đúng không? Cái đó mà lấy sữa cho em bé bú á. Máy hút sữa, máy hút. Bốn nói luôn đi cô. Ống bơm. Đây, đồ hút muối. Cái này là gì? Trời ơi, cái đồ hút mũi mà sao lại nói cái đồ hút vú. Rồi tiếp đi. Ok. Đang thắc mắc cái này là cái gì? Thiệt. Bây. Rất thắc mắc cái này là cái gì? Tôi cũng thắc mắc cái này cái gì, xin lỗi chương trình chứ tôi nghĩ bậy, tôi nghĩ thì cái tôi đó. Tôi đang nghĩ bậy. Mọi người ơi, cái này là một cái dụng cụ mà làm khoái cảm với phụ nữ mà nó hơi bật on off cái đó là tôi thấy cái đó là cái đó đó. Hiểu rồi đó. Đó, nhìn nó thấy khoái rồi. Hả? Em nghĩ là em biết cái gì rồi. Cái gì? Cái đó là để cái để mà cho đàn ông á mà cho đàn ông là đúng rồi. Không có lặp lại nữa, im lặng đi. Bà hết thời gian nghe bà Thanh. Nó là cái máy. Đúng rồi. Máy lẻ đây. Rồi thua. Bình thường chị mua bán hàng. Ừ. Chị bán quần áo. Ừ. Để có một cái mạc thì chị xài cái máy đó để chị dập. Để đóng những cái mạc vô áo, vô tem đồ này kia đó. Có đóng tiền không? Cái giá. Nó là một cái em biết rồi. Rồi. Cái cây dán giá trong trời này là quay phải không? Dán giá tiền. Mình có câu trả lời không? Ừ. Em nghĩ ra gì không Nhung? Bấm giá tiền hả? Nó là cái ghim ghim bấm mát. Ghim bấm hả? Ừ. Ghim bấm mát. Ghim bấm. Cái mà để gắm vô á, giống vô cái ổ mà bị giật á. Gắm cái mà để có hình mà ba cháu nè. Nó có hình cái hai cái răng ra, hai cái cháu chỉ ra như hai cái răng này để gắm vô cái ổ mà giật á. Không được dùng cái từ để miêu tả, phải biết đang miêu tả cái gì để cái cắm vô cái mà để mà bị giật. Rồi, ô cắm điện á. Phải. Rồi nói sai rồi. Nghe chị nói đây. Bút thử điện. Hay quá. Đúng không? Rồi bé.
Rồi bạn chọn đoán cho đúng cái coi bát xô. Hai cái này dễ lắm, cái nào cũng dễ đó. Khó quá. Ủa cái này là cái gì vậy? 30 đây bát. Trời ơi. Mình chụp hình á. Mình có cái cây dài dài á. Đúng rồi. Mình gá nó lên. Làm hoài đâu không biết đưa thôi luôn á. Không biết phải không. Cây tự, gậy tự sướng. Gậy tự sướng. Con điên. Cái gì? Quá chưa? Sai hả bác Dô? Kỳ vậy mày, mày diễn tả vậy thì tao nói vậy đúng rồi. Rồi, nó là cái chân máy. Vô đi hoa nghe kỹ nha. Cái đáp án này trùng lắm là cái đáp án hồi nãy Sĩ Thanh cầm mà là dùng cho con nít. Mà cái này dùng cho người lớn. Cái mà để làm sạch trong miệng hồi nãy đáp án là dùng cho con nít, bây giờ là cái dùng cho người lớn rồi. Cũng y chang như vậy luôn. Vậy là nó rồi đó. Rồi cái để ấy gạt đúng rồi. Rồi thôi quá, làm cái gì đó cho nó thơm lên. Nó là rồi, nó là cái cạo lưỡi. Ok, dạo này đầu tư đồ đạc mới. Không rồi, có công bố không có đồ đạc gì. Nãy giờ đoán đúng được mấy cái. Ở phần thi vừa rồi thì hai đội chúng ta chỉ đoán được hai đồ vật, cho nên chúng ta hòa điểm và tỷ số vẫn là 7-5. Mời các bạn đến bảo tàng áo dài tại quận 9 để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Đi thôi. Đến được. Rồi bây giờ chúng ta đang có mặt tại bảo tàng áo dài tại quận 9 thì đây là một nơi rất là đẹp, rất là dễ thương và khung cảnh rất là thơ mộng. Áo dài đẹp quá. Dạ, đó chính là nhiệm vụ của các anh chị ngày hôm nay ạ. Hai đội sẽ bốc thăm chọn một trong hai câu chuyện. Mỗi bên sẽ có 5 phút bàn luận, phân vai và chuẩn bị. Sau đó mỗi bên sẽ có 3 phút biểu diễn. Và ekip sẽ live stream trên fanpage. Đội nào được nhiều like hơn sẽ được 2 điểm. Có kẹp hả? Kẹp sẵn nè. Cái gương hả? Có nhẹ đâu thế. Thưa quý vị, ngày hôm nay biệt đội X6 sẽ có một trò chơi rất đặc biệt, đó là thi diễn kịch. Kịch theo dựa theo truyện Tiếu Lâm của các cụ trạng Việt Nam. Và đội của Cát Tường, Pezzo và Nico Lan Trinh sẽ diễn vở kịch Cái Gương. Đội còn lại là đội của Sĩ Thanh sẽ diễn vở kịch Có Nhẹ Đầu Thế. Và hai vở kịch ngắn này sẽ được live stream trên kênh fanpage của chương trình biệt đội X6. Quý vị hãy vào xem và like và share. Và bây giờ cuộc thi xin được phép bắt đầu. Dạ. Bây giờ tôi xì nào thắng được lọ chọn. 2, 3. Rồi chọn đi. Sao? Mình diễn sao? Ok. Rồi, okay. Trước. Và bây giờ vở kịch Cái Gương của đội Cát Tường, Pezzo và Nico Lan Trinh xin được phép bắt đầu. Chuẩn bị. Bắt đầu. Mặt này cũng đẹp. Đẹp kinh khủng. Người gì đâu mà đẹp dữ vậy. Chồng ơi, em về rồi nè. Ủa, sao tự nhiên thấy chồng mình vội vội vàng vàng. Rồi mặt có lúc đầu thì cười hớn hở, nhưng thấy mình vào thì lại lấm la lấm lét. Giấu cái gì vậy ta? Cái này là cái gì? Trời! Thì ra Công tôi yêu thương phục vụ tay khăn tay gối. Anh đi anh ngoại tình với cái con quỷ cái này. Nó có đẹp hơn tôi đâu. Nó đâu quắc mắt nó thâm xì. Không được, mình phải kiếm người làm chủ cho mình. Mẹ ơi, con không chịu đâu mẹ ơi. Chuyện gì?
ta đã dặn con hoài, con gái con hứa cái gì cũng từ từ, cái nết gì mà đông đỏng à, có chuyện gì nói ta nghe coi. Mẹ ơi, loạn rồi, trái nhà rồi, trái nhà cái rồi. Gì mà trái nhà? Mẹ coi nè, coi chồng sao? Con á, con yêu thương như vậy mà ông làm ông đi ngoại tình với người này nè. Chồng con mà nó đi ngoại tình, trời mẹ coi đi, mẹ cứ quá mà coi. Ngày nào nó cũng chịu khó đi ra đi làm từ sáng sớm đến tối mệt mà mày nói nó ngoại tình, mà nó ngoại tình với ai? Con không biết, nó con đẹp như vậy mà nó đi nó ngoại tình với mấy con gì? Trời đất ơi, cao xanh ơi, trời ơi, xuống mà coi nè, trời ơi, trời thấy chưa? Trời đất ơi, con gái tôi nuôi tôi cưng như trứng, tôi hứng như hoa vậy đó. Nó trẻ nó đẹp như vậy, nghĩ sao thằng chồng nó đi ngoại tình, trời ơi. Cặp với cô mẹ đâu mà già chát sâu quắc vậy? Trời đất ơi, là trời, thằng này ủi nó bắt bù rồi hay sao vậy? Bây giờ làm sao đây trời ơi, cái chuyện này mà trời ra ngoài là nhục nhã lắm. Bình tĩnh để mẹ tính coi, trời ơi, cái gì vậy? Bà đâu sâu quắc vậy nè? Thôi được rồi, tao kêu ba mày ra làm chủ. Ông ơi, ông ơi, ông đâu rồi? Ông ra làm chủ việc này cho cái nhà này coi. Ôi, mấy mẹ con tụi bay làm cái gì mà ồn sao? Ông ra đây, ông ra đây. Người ta ngồi trong nhà xí cũng không yên nữa à. Trời ơi. Mày á, tao chưa biết cái chuyện gì xảy ra mà hai mẹ con tụi bay la làng la xóm. Rồi thiên hạ người ta nhìn vô nhà mình thì sao? Thì ông cứ coi đi, con ông nó ngu lắm. Thiệt là. Trời đất ơi. Cái con nhỏ này sao vậy? Uống cầu nước à. Má mày, con gái mày cực khổ. Con gái mày nhớ là có chồng nghe không? Sao? Mày phải thủ tiết vì chồng. Chứ bây giờ mày đi cặp bồ với một thằng đàn ông già mà xấu như vậy, ai mà chấp nhận được? Trời đất ơi, cao xanh ơi, có thứ mà coi nè, xấu hổ cả một cái gia trang người ta. Tất cả là tại bà. Hả? Sao tại bà? Con hư là tại bà. Hả? Nhục nhã quá rồi, tôi không thể nào sống ở trên cái cõi đời ô trọc này hết. Tôi đi tự vẫn đây. Ông ơi. Rồi. Ông ơi, cái gì đổ xuống gia đình tôi vậy nè? Trời ơi. Cha ông giờ cha ông cứu con bây giờ. Trời ơi, cái bà nào vậy trời? Bây giờ làm sao thôi được rồi. Hả? Trời ơi, cái con nhỏ nó đi nè. Bây giờ bình tĩnh. Chuyện này á, bây giờ mình có la lớn lên sùm. Ba tụi bay nói đúng đó. Chứ bây giờ mình phải làm sao ta? Con chồng xóm người ta kéo tới là mang nhục. Dạ phải làm sao? Chuyện này có ai ho cái gì đâu. Bây giờ phải làm sao? Mình phải lên báo quan. Trời ơi, mẹ tôi đừng có la sòng sòng. Cái gì mà thiết tình chết định chết bởi vậy á? Chồng mình đã bỏ là đúng quá rồi. Bây giờ đi lên báo quan thôi. Đi. Đi báo quan. Dạ báo quan, báo quan. Tùng 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 tùng. Dạ báo quan, báo quan. Dạ. Có cái chuyện gì mà mới sáng sớm các con đã lên báo quan rồi vậy? Dạ quan ức lắm quan ơi. Có chuyện gì quan ức cứ dạ, nói quan nghe. Quan là như vậy. Dạ quan nhìn đi, con gái của con nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Dạ nó xinh đẹp nhất cái vùng này. Rồi đến tuổi cặp kê á, con mới gả nó cho một cái chàng trai cũng rất là ngoan hiền, cũng rất là giỏi. Ngày ngày anh ta cũng là đi ra chợ mua bán tần tảo, vợ chồng đang hạnh phúc. Có về đâu bây giờ cớ xử nó như vậy, quan xử giùm đi quan. Quan coi là quan hiểu liền. Con à, tại sao con lại để cái bụng trình hình như vậy rồi con mới đưa lên thưa quan? Đưa lên như vậy thì quan quyết giải quyết cho con như thế nào hả con? Sao quan? Thì bây giờ cái chuyện nó đơn giản, bây giờ có bầu thì mình đẻ thôi chứ. Về nhà đẻ đi. Ngày đẹp trời như vậy, có nhẹ đâu thế? Chẳng lẽ trời lại mưa? Hay, tôi không tin được. Ây da! Lâu quá không gặp, khỏe không mẹ? Khỏe, ngồi tắt chuyện ra. Ê, khoái từ từ, mình là đồng phận đàn ông, mình phải ngồi men lên. Có nhẹ đâu thế đâu. Có nhẹ đâu thế. Ôi, mà sao hôm nay mặc đồ kỳ vậy ta? Ủa sao kỳ? Sao mặc cái khăn kỳ vậy? Khăn giống tôi là phải làm như thế này. Ông nghĩ sao vậy? Cái thời này người ta phải fashion lên. Fashion phải như tôi. Ủa? Cái người của tôi mặc áo dài từ đầu đến chơi sang trọng quá mà sao tự nhiên lại cùng cái khăn với lại với ông vậy? Có nhẹ đâu thế. Cái khăn này của tôi là mua rất là mắc. Cái gì? Đúng, cái này là đồ giả, đồ fake đây. Nghĩ sao vậy? Cái khăn này của tôi là hiệu Balenciaga đó. Có nhẹ đâu thế. Có nhẹ đâu thế. Balenciaga biết bao nhiêu tiền không? Ông nói đi, ông mua bao nhiêu tiền? 200. 200? Tôi mua 250. Có nhẹ đâu thế. Của tôi là 200 đô.
bao nhiêu? 250. 250 là hàng phát, trời ơi. Có nhẹ đâu thế. Có nhẹ đâu thế. Phải mặc đồ như tôi, phải như thế này mới fashion. Đây, đồng hồ Gucci. Đồng hồ Gucci á? Đúng rồi. Ủa sao trên đây thấy ghi là BBG? Nó ghi như vậy thôi nhưng nó là Gucci. Có nhẹ đâu thế, đây là Casio chứ không phải là Gucci. No, cái này á là Gucci, nó ẩn dưới một cái dòng chữ BBG. Wow, thì đây là Gucci, bây giờ có dòng mới là BBG. Ờ, chữ G là chữ Gucci. Wow, Baby Gucci. Có nhẹ đâu thế. Có nhẹ đâu. Ê, tôi phát hiện tụi mình bị tào lao. Ờ, làm gì cứ nó có nhẹ đâu thế vậy? Cái câu này đâu phải là câu trend đúng không? Thôi, bây giờ tôi tính như thế này. Tôi với ông á, nếu như mà cứ nói có nhẹ đâu thế á, mình phải tìm ra một cái hình phạt gì để tụi mình bỏ đi mới được. Đúng rồi, cái câu này không phải là câu tốt của cửa miệng. À, có nhẹ đâu thế. Tôi sẽ nói cái câu gì đó thời thường hơn. Chắc vậy đâu nhé. Hả? Chắc vậy đâu nhé. Chắc vậy đâu nhé. Xàm quá đúng không? Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ ai mà nói lặp lại câu có nhẹ đâu thế mình phải phạt. Phạt sao mà nặng mà mình chưa mình bỏ tật luôn á. Hai trăm đô. Một lần nói câu có nhẹ đâu thế mình phải phạt 200 đô. Người kia phải móc ra thua cho người này và thêm 200 con gà. 200 con gà. Đúng. Có nhẹ đâu thế. Ê, cái này được tính không? Không. Bắt đầu từ bây giờ đúng không? Ok. Tôi buồn quá. Sao vậy? Hồi nãy tôi định nói về chuyện này mà tôi quên mất. Cái gì? Sao bây giờ tự nhiên tôi đổi giới tính rồi? Tự nhiên anh một cột như giống cô bé Hoàng Thang Đỏ của anh chi? Không, đừng có nói như vậy. Tôi có vợ rồi. Có vợ luôn rồi. Trời đất ơi, hôm nay ông bị mất trí nhớ hả? Đúng rồi, tôi quên mất. Hôm qua tôi định kể cho ông nghe chuyện này rất là quan trọng. Chuyện gì? Nhà tôi bị mất trộm. Mất cái gì? Rầu quá. Mất cái gì? Trời ơi, mất cái gì? Mất cái gì? Cái giếng Balenciaga của tôi. Cái giếng Balenciaga có nhẹ đâu thế? 200 đô mà 200 con gà cho tôi nữa đó. Hay là thiệt ra là cái giếng Balenciaga của tôi nó vẫn còn y nguyên. Làm gì có cái giếng hiệu Balenciaga chứ. Hẹn chú em thì mai qua lấy 200 đô và 200 con gà nhé. Sao thế Miền? Trời ơi. Sao nè? Thế làm sao? Bình tĩnh nói chuyện với vợ thế nào? Chồng bị ăn hiếp. Vợ á, với ông Năm đồng đình á, ngồi cá với nhau. Là nếu như á mà ai nói có nhẹ đâu thế nữa thì sẽ bị phạt 200 đô, 200 con gà. Rồi sao nữa? Rồi hắn ta thuốc chồng. Bây giờ chồng thua rồi. Sao chồng lại ngu thế? Không biết không? Sao giờ vậy? Tính cách đi. Bây giờ làm sao? Ở nhà còn mỗi cái sạp trái cây rồi đấy. Tính đi. Có cách nữa hả? Trời ơi, vợ tôi thông minh quá. Bây giờ thế này nhá. Hôm nay vợ hay quá, vợ làm ảo thuật luôn hả vợ? Bây giờ chồng nghe vợ đi. Bây giờ chồng giả chết, vợ sẽ úp cái khăn này lên mặt chồng. À, còn mọi chuyện này cứ để vợ tính cho. Có nhẹ đâu thế. Xin vợ đi, nằm xuống. Ông Thành ơi, ông Thành ơi, ông ra đây mà xem giúp tôi, ông Thành ơi. Chồng ơi, sao chồng lại bỏ vợ đi sớm thế hả chồng ơi? Cái chuyện gì ở đây? Ông Thành ơi, 200 đô với 200 con gà của tôi sao tự nhiên ngầm ôm vỏ trái cây làm chi vậy? Tôi đâu có lấy trái cây đâu. Tôi đâu có biết đâu. Bây giờ thấy chồng tôi về chạy hớt ha hớt hải. Tôi lần đùng ra chết. Tại sao lại chết? Vừa vào đến cửa, bóc phải con vịt. Loạn trọng thế nào. Vừa vào tôi chưa kịp hỏi han gì, nằm lăn ra chết thế nào ông ơi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi không biết. Chuyện gì thôi. Hỏi tôi biết hỏi ai? Giúp tôi giật. Đầu xuống ghế.
rồi. Nhẹ đâu thế? Đó, thấy chưa? Bây giờ còn đòi 200 đô la, 200 con gà nữa không? Còn dám đòi nữa không? Trời đất ơi, 200 nhà ngươi lừa gạt ta. Hết rồi. Rồi, hay trong quá trình câu chuyện của hai. Wow, một kịch bản tuyệt vời. Nhờ cái sự kéo dài trong kịch bản này của các bạn đã câu được view, câu được like, câu được share rất rất là nhiều. Có nhẹ đâu thế? Nhưng mà trời ơi, bây giờ tôi nói làm sao giờ, đội tôi không lẽ giờ tôi khen đội tôi diễn hay. Cái đội tôi diễn là có chiều sâu, có kịch bản, có ý tưởng đàng hoàng, có vai vế được đàng hoàng. Và diễn đầy tâm lý. Hồi nãy giờ tôi coi tôi không hiểu bên kia nói gì hết, tôi chỉ nghe được có 3 chữ, 4 chữ, có nhẹ đâu thế thôi. Chị Tường và anh Dô đã là người quá quen thuộc với sân khấu rồi. Còn ba người ở bên đội của Phúc thì thật sự là mọi người chưa có nhiều. Có nhẹ đâu thế? Có nhẹ là thế đấy. Chúng ta sẽ đi đến điểm, đến nơi nào đó để ngồi. Rồi lúc đó chúng ta sẽ tổng kết điểm, để cho thời gian này các bạn có thể like và share thêm một chút xíu nữa. Đồng ý không? Cùng nhau lật mặt. Công bố. Rồi. Đội thua phải đi bộ về. Đội thắng được ekip mời ăn trưa. Rồi. Bây giờ Trinh sẽ vô fanpage để xem nha. Vở của Ba Dô Cát Tường Lan Trinh được 490 like. 91 rồi bạn. Ủa chú mốt hả? Còn bên Sĩ Thanh, Miho, Nhung và Phúc được 548 like. Dễ dài quá, nó câu like dễ sợ luôn. Nếu như vậy thì các bạn đang hòa điểm với chúng tôi. Bình thường á, nếu như hòa thì đội khách mời sẽ là đội chiến thắng. Cho chiến thắng đi để còn có cơ hội quay trở lại chứ. Quay trở lại. Cho được, cứ cho ở đây, thắng là thắng, thua là thua, không cho. Nè nè, mấy bạn có nhớ nhẹ đâu thế? Có nhẹ đâu thế? Có nhẹ đâu? Có nhẹ đâu, bạn đã quên cái cảnh bạn quỳ dưới chân tôi, bạn đang nghĩ có nhẹ đâu. Đúng rồi, quá điểm đó là nói là lùi một bước để tiến 10 bước. Đúng rồi, có nhẹ nãy giờ mới nói. Ôi, kiểu như là hàng tính luồn trôn đấy. Bây giờ yêu cầu ban tổ chức cứ một game phu rồi đó để thân bại thắng thua. Rồi ok, bây giờ chơi đổi Thí Ngậu nè. Cái gì thứ đổ từ con đâu phải lý do ba má, chỉ đơn giản đặt chỉ tin tưởng. Bây giờ chỉ cần chơi 3 hộp thôi, mỗi người 1 hộp. Đổ xong, 3 người đổ 3 hộp, 3 người đổ 3 hộp. Cộng lại điểm ai nhiều hơn, đội đó thắng. Ok, rồi. Cộng 3 người lại như vậy. Đúng rồi, thời gian quá. 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 11, 11, 11, 11. Rồi, đẹp rồi. Ai? Ai? Hay quá. Ở đây chúng ta có 3 cái bầu thờ. Đây là 500.000 của chương trình Lương Điệp Viên. Nếu Điệp Viên trốn thoát không ai bắt được thì Điệp Viên được hưởng 500.000 này. Trong đây là 1.000.000 đồng. Nếu như Điệp Viên trốn thoát, bây giờ là không có đội gì hết. Đội thắng thua đã phân biệt rồi. Ai là Điệp Viên mà trốn thoát không có ai chọn ghi tên Điệp Viên nó vô thì coi như Điệp Viên nó ẩm luôn 1.500.000. Ok. Những cái trò chơi hôm nay là trò chơi toàn là đối kháng trực tiếp thôi. Chỉ có cái trò mà trò bịt mắt bắt dê, bịt mắt tìm đồ vật thì là cái trò mà Điệp Viên có thể lộ mặt. Và cái trò, chỉ có trò đó mà trò có thể tìm ra Điệp Viên thôi, chứ mấy trò kia là hên xui lắm. Tất cả đều hên xui. Là sao nữa? Thì bà đoán ai? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Nghe quá. Thì cái người đáng ngờ nhất là em. Ê, vậy là đúng rồi đó. Cách ý nào kiến? Nó khác hơn được không? Ý kiến với tôi. Tại vì như mọi người biết là ai trong đầu ai cũng nhảy số nãy giờ. Vì concealer của em đó là tất cả. Con gì? Concealer. Yeah. Dễ vậy sao anh? Anh nghĩ dễ vậy sao? Nè. Ôi, em nghĩ là chốt luôn đi. Giống như cái concealer của em, đồ mà che cái điểm mắt thì ra mọi người biết đó. Tôi có một kênh beauty blog là Citan Official. Nhưng mà khi tôi cầm lên cái gì đây ta? Còn không biết nữa. Tôi vẫn chưa hình dung ra nó. Tôi nghĩ cái đó có thể là cây lăn mắt á, cây dưỡng tôi mắt. Tôi nghĩ là cây dưỡng mắt. À, nhưng mà tôi lúc mà mở mắt ra nhìn rồi vẫn nghĩ là cây dưỡng mắt. Tôi không thể đoán được đó là. Nó đoán trúng cái đó. Nó đoán trúng tiếp những cái khác nữa. À. Còn trúng luôn cả mấy cái. Đấy, có cách nào để chị đưa cái nghi án đi chỗ khác không? Biện luận lại. Mở đường méo cho em. Mắt đừng giật nha em. Đấy, quay đi chờ
trời gió dữ lắm nè, khẩn trương lắm. Nói gì vậy ta, tại vì sáng giờ em hiền quá mà. Hiền em hiền quá. Hiền em nghi ai? Cái người em nghi ngờ là chị. Tại sao? Tại vì chị rất là điềm tĩnh và có vẻ như là bất kỳ một cái trò chơi nào á chị cũng giống như là rất là xuất sắc để vượt qua. Tại chị xuất sắc bẩm sinh. Thời từ sáng đến giờ ấy, em không thấy có một biểu hiện nào đáng nghi trừ anh Du. À, lại xuất sắc. Giỏi thiệt chứ bộ. Nói chung là rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng mà những điểm đáng nghi đấy thì chưa chắc đã phải là điểm viên. Đúng. Thì người ta được quen. Nghe ai vậy? Là ai sẽ biết ra hả? Cái người mà khá nhiều duyên nợ với mình. Nico. À, ok. Thật ra ngày hôm nay lâu lắm rồi tôi mới thấy một sĩ Thanh chấp nhận quỳ lại để xin được gỡ điểm. Đúng, hôm nay sĩ Thanh cũng rõ ràng ngày hôm nay là ban tổ chức cũng đã khá ưu ái cho đội của bên đây thì sao mặt buồn cái gì? Hôm nay người ta có tâm trạng không tốt. Những người hay ẩn mình thì ta thường im lặng. Thì cho nên chị Thanh và Nhung đã dồn một trong hai cái tên mà tôi phải nghĩ tới. Tôi đoán là em Nhung. Bởi vì em có những biểu hiện rất lạ. Tại sao em đi quay em hiền quá vậy? Em hiền là em núp lùm. Đi quay game show mà em phải quậy lên, em phải sóc sáo lên. Nhưng em ẩn mình để em giấu thân phận. Tôi nghĩ em Nhung. Nhung là hiền thiệt, nhưng mà có những khi mấu chốt á thì lộ ra. Tại tao không có kinh nghiệm á. Hơi hồi hộp, hấp tấp nên lộ ra. Xin hãy cho một cái tên. Gu Mi Ho à? Nó là cái gì? Thấy cũng mấy hồi vậy. Đúng rồi. Bạn gái chính đuôi vậy. Đúng trời. Ok. Bắt đầu từ bên chủ Nhung, chúng ta sẽ lật lần lượt. Rồi, Nhung hãy lật đi. Miko. Dạ. Hay đó. Nhung. Lật đi em. Nhanh nhanh nào. Ok, bắt đầu. Cháu chín đuôi. Phải. Lan Trinh. Nhung. Ok, chúng ta đang có ba cái tên Nhung. Quá. Tiền tôi cầm đây. Và điệp viên của chúng ta ngày hôm nay, hoa hậu ngày hôm nay. Điều này chắc chắn là chia rồi. Chia ra. Và điệp viên của chúng ta ngày hôm nay chính là hay lắm, lúc em dở gì em dở là gì biết hay hay rồi. Tôi nghe mà Miko là tại cái từ sụp của bả là không thể nào mà là có thể nói được cái từ sụp. Không, sụp bình sữa. Không, tôi gọi là bằng sụp. Cái này là một vật dụng để rửa bình em bé. Cây sục ly. Đúng rồi, cây sục ly, chuẩn rồi. Yeah. Cô ơi. Tôi thấy là rồi, ok, hãy cho chúng tôi biết ngày hôm nay bạn biết được gì. Nhanh. Thì biết mấy cái đồ vật, nhưng mà không có nhớ gì hết á. Còn ba kia sao đoán được tôi? Em nghi thôi. Tại em nghi chị nhất mà nãy giờ em nói để cho mọi người em đánh chung. Nhưng mà tại sao em nghi Miko? Hả? Nghi cho điểm nào? Em là cái chữ sụt của chị nói em cũng nghi ngờ lúc đó luôn. Lúc đó em có nói với tại vì thật ra là chữ sụt nó là cái đó là cái gì á không ai biết, chỉ có một mình chị biết. Tối trời, tôi phải đi làm hoa hậu để kiếm tiền thôi chứ tôi không có lấy tiền điểm viên được. Vậy thì hôm nay hai bạn này đã xuất sắc, mình sẽ trao cho hai bạn và hai bạn sẽ có thể quay lại đây là cái huy chương nha, cô bị đợi sao hai bạn có thể quay lại. Chúc mừng. Và bây giờ người tìm ra được điệp viên hãy cho chúng tôi một trong bốn người ở đây một người làm đội trưởng ở tuần sau đi nè. Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều, tại vì chị Thanh đã rất là cố gắng để giành chiến thắng cho đội của em, cho nên là em rất là mong là tuần sau chị Thanh sẽ là đội trưởng.